Mở đầu clip là pha tấu hài của hai tên trộm, dù vắt kiệt hết hơi sức và làm đủ mọi cách nhưng hai đạo tặc vặt gương xe cũng phải bỏ cuộc vì chiếc xế hộp đặc biệt. Cụ thể, đoạn video ghi lại hình ảnh hai tên trộm dùng hết sức lực để bẻ gương nhưng cuối cùng chúng cũng phải bỏ đi trong bất lực. Tên trộm dùng hai tay và đu cả người để bẻ chiếc gương nhưng không được. Hắn dùng đủ mọi tư thế, hết đu lên chiếc gương rồi lại ngồi cả người lên mà vẫn không làm được gì. Có lẽ gia chủ đã lường trước được sự việc nên đã lắp cặp gương siêu chất. Lần sau bỏ đi nhé hai anh trai. Cho mày chết, chết mày chưa, ai kêu mày ngựa. Đúng là mấy đứa thích tạo nét thì luôn có kết cục riêng, rất chi là ố về luôn. Cháu cứ thích chơi ngu như này thì ông bà cũng từ chối gánh. Chưa muốn từ mặt nhau là còn nhẹ đấy. Khi bạn muốn làm việc chăm chỉ nhưng cuộc đời lại nói không, mày phải làm trò, mày phải cợt nhã. Nhiệm vụ của mày là tấu hài. Đi làm mà tưởng đâu là đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, số tới là số luôn. Nó ở cái tâm. Ái chà chà, kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu. Quả phanh chạy bằng cơm như này tuy hơi cồng kềnh nhưng hiệu quả thì cứ phải gọi là vô đối. Một khi mà đã khóa mục tiêu thì không muốn dừng cũng phải dừng nha. Dành dụm được ít tiền trải nghiệm đi du thuyền chiêu chiêu, enjoy cái moment cuộc sống thượng lưu một chút. Mà sao nó lạ lắm, tưởng đâu trả tiền để mua vé xuống 18 tầng địa ngục luôn chứ đùa. Xin vĩnh biệt cô. Cảnh tượng khiến bạn nhận ra cuộc đời bạn sắp đến hồi kết rồi. Cảnh giới cao nhất của tuyệt vọng chắc trông như thế này thôi. Cú này ông bà gánh còng lưng chưa chắc đã cứu nổi. Xui xui thì xin là xin vĩnh biệt cũ luôn. Cuộc sống xa nhà nhiều khi từ những khiến con mỏi mệt. Cuộc sống xa nhà mẹ cha ơi con cảm thấy nhớ nhà. Cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm một khi màn đêm buông. À đù, xe của dân chơi đấy. Chắc mới đón Fast and Furious xong đây mà. Chứ làm sao mà tan hoang sơ xác cỡ này được. Dẫn chứng cho câu không phải cuộc gặp gỡ tình cờ nào cũng lãng mạn. Người ta tình cờ là gặp được Mai Đẹp Tini các kiểu. Mà sao tới mình nó lạ lắm. Xui phát nữa là thăng luôn chứ đùa. Tao quánh chết cha mày. Quả bánh sinh nhật nhà làm, ăn vào đảm bảo được độ lại nguyên bộ nhai mới. Nhưng thôi, quan trọng là cái tinh thần. Ba đồ vật chất này quan trọng gì đâu. Khi con người sử dụng 200% não bộ, quá đỉnh, kiểu này vừa nhanh là còn đỡ cực. Đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ mình không nghĩ ra cách làm cho nó dễ thôi. Mười đêm, mười đêm. Xe kem khói bất ổn, thôi thì chuyện cũng đã rồi. Kem ngon tuyệt vời, mời cả nhà ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Mới lấy bằng lái hôm qua nên còn nhiều bỡ ngỡ. Gì chứ, mấy cái này hồi chưa có bằng anh đây đụng suốt. Nhiều quá cũng thành quen, không có gì bất ngờ các em ạ. Sao mày ngu thế hả? Cha nội nào cosplay quả xe lửa trong Ghost Rider hay gì đấy. Tụi năm nay 70 tuổi nhưng tôi chưa thấy quả xe nào như này. Cháy VL theo đúng nghĩa đen luôn. Lỡ ngớ mà nó bùng cho phát thì thôi còn đúng cái nịch. Nguy hiểm thật sự. Ôi dài ơi. Mới văng bườm, nhầm, mới bật máy ra khơi. Chưa kịp làm mẹ gì đã về với đất mẹ luôn. Có từ ngữ gì xui hơn chữ xui nữa thì mới có thể miêu tả được trường hợp này. Tôi cũng đến ạ với hai ông anh. Tưởng đâu yêu quái bị dằn bẫy không ấy chứ. Đúng là khi bạn đen thì bạn làm cái mẹ gì cũng đen. Vợ bảo đem đồ điện trong nhà vệ sinh cho nó sạch sẽ, rồi vợ cho tiền đi chơi nét. Ok vợ. Vì chứ mấy cái này quá là dễ với anh. Đảm bảo không sạch, không hư, không lấy tiền. Chuyến này không những không có tiền đi chơi nến, mà còn bị đấm cho bờm đầu luôn. Mua con xế hộp đi cho nó đỡ mưa đỡ nắng. Mà nước đi này thì tại hạ đúng là không thể ngờ tới. Ngồi đọc sách chiêu chiêu thư giãn cái kiểu mà nó làm cho cú tưởng đâu đang xuống mẹ khỏi trái đất. Bố mày cay lắm rồi đấy nha. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà chiêu chiêu rồi. Mới săn sale được quả xe chất như nước cất, giá học sinh tiểu học trên mạng.
mà về chưa kịp chảy miếng nào đã thấy rớt hết bà nó phụ tùng ra ngoài. Má nó cay. Hiểu kiểu gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chuyến này coi như bỏ. Hai ông anh chắc hẳn phải cay cú lắm. Tôi người ngoài mà tôi còn thấy cay mà. Xui thì mình cũng xui một chút thôi, chứ mà bố của thằng xui kiểu này thì ai mà chịu nổi. Chuyến này phải đốt Phong Long, ai rồi cũng phải mê tín thôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.